Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Ngày hôm nay thì bên đơn vị nhà mình sẽ giới thiệu cho các bạn một chiếc camera ngụy trang quay lén rất là khó phát hiện và rất là mới trên thị trường nhé. Thì trên tay mình đang là một chiếc camera ngụy trang bóng đèn, loại bóng đèn LED 30W nha các bạn nhé. Cái loại này thì là bóng siêu sáng này, cũng như là sử dụng rất là bền nha các bạn nhé. Thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm tới dòng sản phẩm camera ngụy trang bóng đèn ngày hôm nay, hoặc là bất kể những dòng định vị nghe lén hoặc máy ghi âm bên đơn vị nhà mình, thì có thể nhắn tin trực tiếp cho mình qua Zalo hoặc là gọi điện trực tiếp cho mình qua số điện thoại là 0927960858. Thì đấy chính là số điện thoại và số Zalo của mình. Các bạn cứ kết nối cho mình thì mình sẽ hỗ trợ tư vấn cho các bạn nhé. Còn ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu về cái loại camera đang được bán rất là chạy ở trên thị trường, rất là khó để phát hiện, đó chính là một chiếc camera ngụy trang bóng đen. Thì mắt cam nó sẽ nằm ở đây, mắt cam nha các bạn nhé. Mắt cam thì nó chỉ nằm về hố thôi, rất là nhỏ. Đây là mình quay rất là gần thì các bạn mới có thể là xem được mắt cam. Còn trong trường hợp các bạn lắp đặt ở trên cái tường nhà các bạn để soi xuống thì hoàn toàn ở dưới đất nhìn lên không thể nào phát hiện được cái mắt cam này nha các bạn nhá. Đấy, có phát hiện ra thì nó cũng chỉ là như một cái hạt bụi dính ở trên bóng đèn thôi, lên người khác hoàn toàn không thể nào để ý được. Đó. Thì cách kết nối và sử dụng các loại bóng đèn này thì cũng rất là dễ. Đấy. Thì khi bạn mua hàng về thì bên đơn vị mình đã tặng kèm cho các bạn một giấy hướng dẫn sử dụng camera bằng tiếng Việt. Đấy. Các bạn có thể làm theo 3 bước ở đây để kết nối sử dụng camera. Đấy. Hoặc là các bạn tham khảo cái video này của mình là có thể kết nối được camera nhé. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn qua cho các bạn về cách kết nối cũng như là sử dụng cái loại bóng đèn này. Thì đầu tiên khi các bạn muốn sử dụng được thì các bạn phải tải cho mình một app về điện thoại. Đấy, cái app này thì sẽ hỗ trợ cho tất cả các dòng điện thoại từ iPhone, Samsung, Oppo thì đều có thể là tải được và sử dụng được nhé. Đó chính là cái ứng dụng có tên là Lookcam. Đó, các điện thoại của các bạn chỉ cần là tải được Zalo, Facebook và điện thoại là các bạn có thể tải được cái ứng dụng Lookcam. Điện thoại của các bạn đời mới nhất hoặc là những cái dòng điện thoại đời nó lâu lắm, nó đã cũ rồi thì vẫn có thể là tải được nha các bạn nhé. Nó sẽ không ảnh hưởng gì. Các bạn chỉ cần là tải được Zalo, Facebook về điện thoại là các bạn có thể sử dụng được cái app Lookcam này rồi. Thì bạn nào xài iPhone thì có thể là vào cho mình cái phần là App Store này để tải về. Còn các bạn dùng Samsung, Oppo thì có thể là vào cho mình cái ứng dụng có tên là CH Play hoặc là Google. Các bạn ghi cho mình cái chữ Lookcam ra và các bạn ấn tải về cho mình là xong. Và khi bạn đã tải về xong cái ứng dụng Lookcam rồi thì các bạn vào cho mình phần cài đặt. Các bạn vào cho mình phần cài đặt nhá. Và chọn cho mình vào mục Wi-Fi. Và khi bạn vào cho mục Wi-Fi thì camera nó sẽ phát ra cho bạn một cái Wi-Fi để cho các bạn kết nối. Đó chính là Wi-Fi có chữ G hoặc chữ F và một giấy số đằng sau và không có mật khẩu nhá, thì các bạn ấn vào kết nối cho mình. Đó, các bạn ấn vào kết nối này thì nó sẽ hiện là Wi-Fi không có internet thì các bạn cứ kệ nó nhá. Các bạn thoát về màn hình chính cho mình. Đó, sau đó đăng nhập vào cái ứng dụng Lookcam. Đây, các bạn thoát về màn hình chính và đăng nhập vào ứng dụng Lookcam. Và khi vào ứng dụng Lookcam thì các bạn cho phép hết tất cả cho mình thì nó sẽ hiện ra một cái dòng là device online là camera đang hoạt động. Đó, thì các bạn ấn vào cho mình. Còn trong trường hợp nó hiện là offline như bên dưới này thì các bạn phải xem lại cái Wi-Fi cho mình nhá. Khi bạn kết nối được Wi-Fi của cam rồi thì chắc chắn 100% nó sẽ hiện là online cho bạn kết nối. Đó. Và khi bạn ấn vào cái dòng online thì sẽ hỏi các bạn là có muốn đổi mật khẩu của cam hay không. Đấy. Ở cái dòng này thì bạn nào muốn bảo mật cam thì bạn ấn vào đổi mật khẩu cho mình. Đó. Sau đó với cái dòng đầu tiên mật khẩu mặc định đó chính là từ 1 tới 6 này. Đó. Mật khẩu mặc định của camera nó sẽ là từ 1 tới 6 nha các bạn nhé. Còn mật khẩu cái dòng thứ 2 và thứ 3 đó chính là cái mật khẩu các bạn muốn đặt. Ví dụ các bạn muốn đặt là ngày sinh của bạn hoặc là số điện thoại thì bạn ghi ra cho mình. Hai cái dòng này thì các bạn ghi giống nhau nhá. Sau đó các bạn ấn OK là xong này. Đấy, còn hiện tại mình test cho bạn cho nên mình sẽ thoát nó đi. Đấy, còn hoặc là bạn nào không muốn đổi mật khẩu thì bạn cứ ken đi cho mình. Thì khi các bạn ken hoặc là đổi mật khẩu xong thì cam lập tức sẽ đưa bạn vào cái màn hình chính của thiết bị. Đấy, đây chính là cái chất lượng hình ảnh của camera ở bên đơn vị nhà mình nha các bạn nhá. Đấy, quay rất là nét nha các bạn nhá. Đấy, quay rất là nét và rất là mượt nha các bạn nhá. Không bao giờ bị giật hoặc là bị đơ như những dòng camera khác đang được bán ở trên thị trường. Bên đơn vị nhà mình đảm bảo cho các bạn là hàng chất lượng tốt nhất. Còn đây mình đang quay cho các bạn là cái chất lượng nghệ thấp nhất đấy, nhưng mà nhìn nó đã là cực kỳ nét rồi. Thì bây giờ mình sẽ chỉnh nó lên chất lượng cao nhất là 4K cho các bạn xem. Với cái chất lượng nghệ 4K thì quay còn nét hơn rất là nhiều.
Đây các bạn có thể nhớ đó. Ở đây á, thì mình đang quay qua hai chiếc điện thoại này, cho nên là nó đang bị giật. À quên, cái chất lượng ảnh này nó đang bị nó không được thực tế như ở bên ngoài nha các bạn. Đó. Còn thực tế ở bên ngoài nhá, cái này các bạn quay còn nét hơn rất là nhiều. Đó, quay rất là mượt. Đó. Quay nhanh đến đâu nó vẫn bắt kịp hình ảnh nha các bạn nhá. Còn chất lượng ảnh đây là chất lượng ảnh 4K này, các bạn đang xem qua hai chiếc điện thoại và nó bị giảm đi rất là nhiều cái chất lượng video rồi, nhưng mà nhìn thì nó rất là nét nha các bạn nhá. Thực tế ở bên ngoài còn nhìn nét hơn nhảy rất là nhiều. Đó. Đây, mình sẽ tạo một cái góc nhìn để quay test cho các bạn nhá. Đây, mình sẽ tạo một góc nhìn này đi. Đó. Thì ở đây là cái chất lượng ảnh này thì bạn có thể phóng to và thu nhỏ đều được nha các bạn nhá. Các bạn xem, các bạn có thể phóng to và thu nhỏ đều được. Và camera các bạn có thể được nghe được cả hình cả tiếng nha các bạn nhá. Các bạn muốn nghe tiếng này, nghe âm thanh thì bạn bật cho mình cái loa lên. Đó. Các bạn bật cho mình cái loa lên thì tất cả những các cái tiếng động xung quanh camera thu được thì các bạn đều có thể là nghe thấy được nha các bạn nhá. Đấy, còn hiện tại mình đang đặt hai thiết bị đó gần nhau ấy, cho nên là nó đang bị vang rất là ồn. Đấy. Nó có tiếng vang nhỉ. Đấy. Là rất là ồn nha các bạn nhá. Cho nên mình sẽ tắt nó đi. Còn khi các bạn sử dụng ấy thì các bạn bật cho mình cái loa lên. Các bạn đi xa ra cho mình tầm 1 tới 2 mét thôi. Đấy. Các bạn đi xa ra mình tầm 1 tới 2 mét, các bạn bật lên nghe thì rất là rõ nha các bạn nhá. Không bao giờ có cái tiếng vang như thế này. Còn hiện tại hai thiết bị mình đang đặt nó gần nhau ấy, cho nên là nó bị xung đột âm thanh, nó có những tiếng vang rất là ồn, cho nên mình sẽ tắt đi để hỗ trợ các bạn. Đó. Và đặc biệt là cam ở bên đơn vị mình thì có hỗ trợ xem được ban đêm nha các bạn nhá. Xem được tầm nhìn ban đêm. Và khi xem ban đêm, quay ban đêm thì camera nó sẽ không phát ra âm thanh cũng như là cái đèn hồng ngoại. Đó, các bạn có thể nhìn thấy, đây là mắt cam này. Cam hoàn toàn không phát ra đèn hồng ngoại nha các bạn nhá. Nên các bạn yên tâm là khi ban đêm xuống các bạn quay cái ban đêm này nó sẽ không bao giờ phát ra đèn hồng ngoại, cho nên là không bao giờ bị lộ nha các bạn nhá. Nó như là một cái bóng đèn bình thường thôi. Đấy, thì đấy chính là cái chất lượng ảnh và cái cách kết nối sử dụng camera xem trực tiếp trên điện thoại. Thì ngoài ra camera nó còn cho phép các bạn là kết nối wifi xem được từ xa qua điện thoại, qua 3G, 4G này. Thì ví dụ trong trường hợp các bạn lắp đặt cái bóng đèn này ở văn phòng của các bạn hoặc là gia đình nhà bạn mà chẳng may các bạn phải có công việc gấp, các bạn phải đi xa tầm vài hôm mà các bạn vẫn muốn giám sát thực, các bạn vẫn muốn giám sát trực tiếp về cái nơi các bạn đặt thiết bị, thì bạn vào cho mình phần cài đặt và chọn cho mình vào mục device setting này, sau đó vào mục wifi setting. Thì ở trong cái mục wifi setting này thì bạn chỉ cần là kết nối cho mình một cái wifi ở cái nơi các bạn đặt thiết bị. Ví dụ trong gia đình nhà bạn thì bạn kết nối với wifi ở gia đình nhà các bạn, ở văn phòng của các bạn thì các bạn kết nối wifi ở văn phòng của các bạn. Đấy. Kết nối wifi của cam nhá. Cái nơi các bạn đặt cam thì các bạn phải kết nối cho mình cái wifi ở gần nhất. Đấy, wifi nào các bạn biết mật khẩu hoặc là cái mạng nó ổn định nhất thì các bạn ấn vào kết nối cho mình. Đấy, còn cái chức năng này ấy, thì bạn nào chưa biết thì khi bạn mua hàng thì bạn cứ điện trực tiếp cho mình sẽ hỗ trợ các bạn cách kết nối wifi vào camera. Đấy. Còn cái phần xem trực tiếp thì bạn có thể là nhìn trực tiếp trên tờ giấy này. Đấy. Hoặc là cái cách kết nối wifi xem từ xa đây cũng thế thôi. Bên đơn vị mình đã hoàn toàn là in ra giấy cho các bạn rồi. Đấy. Đầu tiên vào phần cài đặt, chọn vào device setting này, sang wifi setting, sau đó là kết nối với wifi của thiết bị là được. Đấy. Còn đây bước 4 nhá. Và bước 5 này, camera hỗ trợ lưu vào thẻ nhớ luôn này. Thì khi bạn mua hàng ở bên đơn vị mình thì đều được tặng kèm một thẻ nhớ đấy. Tặng kèm một thẻ nhớ nhá các bạn nhá. Đấy, tặng kèm một thẻ nhớ và đã lắp đặt sẵn vào bên trong. Các bạn mua về, các bạn chỉ việc là bật bóng đèn lên và sử dụng thôi. Đấy. Tất cả các chi tiết mình đã in ra tờ giấy này rồi. Các bạn mua hàng về các bạn có thể xem tờ giấy này hoặc là xem trực tiếp cái video này của mình là có thể xem được. Thì khi bạn xem video này của mình rồi và xem giấy hướng dẫn rồi và vẫn chưa biết được cách cài đặt thì bạn cứ kết bạn qua Zalo cho mình. Mình sẽ gọi điện video hỗ trợ từ xa cho các bạn. Còn bạn nào ở gần ba cơ sở ví dụ như Bắc Linh, Hà Nội và Sài Gòn thì bên đơn vị mình sẽ hỗ trợ giao trực tiếp cho các bạn. Đó. Nếu các bạn ở gần thì bên đơn vị nhà mình sẽ hỗ trợ giao trực tiếp cho các bạn hoặc là các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng nhà mình để mua hàng và kiểm tra hàng luôn nha các bạn nhá. Đấy. Và bên đơn vị nhà mình còn hỗ trợ các bạn ở xa, khi bạn muốn mua hàng ở bên đơn vị mình thì các bạn chỉ cần là kết bạn qua Zalo cho mình và gửi cho mình cái thông tin địa chỉ nhận hàng của các bạn và số điện thoại nhận hàng thì bên đơn vị nhà mình sẽ ship code cho các bạn toàn quốc nha các bạn nhá. Đấy. Và đặc biệt khi bạn đăng ký kênh thì bên đơn vị nhà mình hoàn toàn có thể là miễn phí ship cho các bạn. Đó. Còn cái loại bóng đen này thì
Đấy, mình đang hướng dẫn qua cho bạn về cách kết nối rồi và cách sử dụng rồi. Đấy, và đặc biệt là cái bóng đèn này vẫn sẽ sử dụng được bình thường nhá. Thì bây giờ mình sẽ test luôn cho các bạn về cái bóng đèn này. Đấy. Đây, mình sẽ quay test luôn cho bạn cái bóng đèn nha các bạn nhá. Đấy, bên đơn vị mình đảm bảo cho bạn là bóng đèn sử dụng cực bền nhá các bạn nhá, và bóng đèn vẫn sẽ sử dụng được bình thường. Đấy. Đây, mình sẽ cắm điện cho bạn xem này. Đó, bóng đèn vẫn sử dụng được bình thường nhá các bạn nhá. Tắt đi này. Mình ấn vào cam cho bạn xem luôn này. Đó, đây chính là camera nhá các bạn nhá. Mình đang xem camera này và mình bật bóng đèn lên này. Đó. Đó, mình bật bóng đèn lên nhá các bạn nhá. Đó, đây. Bóng đèn vẫn sử dụng bình thường và camera vẫn sẽ sử dụng được bình thường nha các bạn nhá. Đó, không ảnh hưởng gì hết nha các bạn nhá. Đây. Đó, chất lượng ảnh thì siêu LED, siêu bền. Đó, thì ví dụ bạn nào có nhu cầu mua hàng thì cứ nhắn tin trực tiếp cho mình qua số điện thoại hoặc là kết bạn qua Zalo cho mình sẽ hỗ trợ tư vấn cho các bạn. Đó, còn video này mình xin tạm dừng ở đây nhá. Bạn nào có nhu cầu đặt hàng mua hàng thì cứ nhắn tin cho mình. Còn video này mình xin tạm dừng ở đây và xin chào tất cả các bạn nhá. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo. Xin chào tất cả các bạn.